Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Tướng Channel của Ngọc Lan, nơi chia sẻ video hay và chất lượng. Hôm nay em xin chia sẻ, anh chị, trận cờ hay, trận giao hữu của Lại Lý Huynh tại đấu trường Thiên Thiên Tượng Kỳ. Trận này diễn ra ngày 15 tháng 12 năm 2021. Mời anh chị xem. Trận này Lại Lý Huynh cầm đỏ đi tiên, thần 1.1 Trung Quốc, có nickname già cố cầm đen đi hậu. Chúc anh chị xem cờ vui vẻ.将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。Chơi đến đây, già cổ, buông cờ nhận thua. Video của em đến đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn anh chị. Bỏ thời gian quý báu xem video của em. Anh chị nhớ cho em xin một like. Và đừng quên bấm đăng ký giúp em. Em xin cảm ơn anh chị. Em xin chào anh chị ở đây. Hẹn gặp anh chị ở video sau.